La Văn Cầu là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam mang quân hàm đại tá. Ông là một trong 7 người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất. Ông nguyên là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay khi còn sống, La Văn Cầu đã được đặt tên cho các trường học và đường phố ở Việt Nam. Về sự nghiệp cách mạng, La Văn Cầu tên thật là Sòng Quốc Hướng. Ông là người dân tộc Tày, quê ở xã Phong Nạm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Năm 1948, ông gia nhập Đại đội 671, một đơn vị địa phương ở Cao Bằng của quân đội Việt Minh. Khi đó gọi là Quân đội Quốc gia Việt Nam, từ năm 1950 gọi là Quân đội Nhân dân Việt Nam. La Văn Cầu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1950. Trong chiến tranh Đông Dương, từ năm 1948 đến năm 1952, La Văn Cầu đã tham gia chiến đấu 29 trận phục kích trên đường Mông Lâu, Lũng Phầy ở Cao Bằng năm 1949. Ông đã xung phong và một mình bắn chết lính Pháp trên xe tăng rồi nhảy lên xe đối phương dùng súng tiêu diệt thêm 10 lính Pháp nữa. Trong trận Đông Khê thuộc chiến dịch biên giới năm 1950, La Văn Cầu là chỉ huy tổ bộc phá hàng rào để đơn vị phía sau tiến công đồn. Ông bị thương trúng đạn dập nát một phần cánh tay phải. La Văn Cầu đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay bị thương và tiếp tục chiến đấu. Ông dùng tay trái ôm bộc phá đánh đường mở cửa tạo thời cơ cho các lực lượng khác tiếp đánh chiếm đồn quân đối phương. Trong thời gian dưỡng thương, La Văn Cầu tập trung học văn hóa chính trị. Ông tiếp tục ở lại trong quân đội với công việc là cán bộ tuyên huấn, chuyên trách công tác thanh niên. Năm 1983, ông được chuyển về Hà Nội do điều kiện gia đình, rồi ông công tác tại Tổng cục Chính trị. Sau một thời gian, ông chuyển về Bảo tàng Quân đội làm công tác cán bộ. Ngày 1 tháng 8 năm 1996, ông nghỉ hưu theo chế độ. Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia các hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với các thành tích trong chiến đấu, ngày 19 tháng 5 năm 1952, ông được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khi đó ông đang là tiểu đội phó thuộc trung đoàn 174 đại đoàn 316. Cùng năm 1952, La Văn Cầu được tặng danh hiệu Anh hùng thi đua ái quốc theo sắc lệnh số 107 ngày 10 tháng 8 năm 1952. Ông được phong hàm đại tá từ năm 1985 và được tặng huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba và huân chương kháng chiến hạng nhất. Cuộc đời của La Văn Cầu từng được đưa vào bài tập đọc của sách giáo khoa tiểu học ở Việt Nam. Tên ông được dùng để đặt cho nhiều trường học và một số con đường ở thủ đô Hà Nội, ở phường 2, thành phố Vũng Tàu, một con đường ở Nam Định và một khu phố ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông là một trường hợp đặc biệt và hiếm hoi có ở Việt Nam lẫn trên thế giới, vì ngay khi còn đang sống đã được đặt tên đường. Ông được vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2019 tại hội nghị tiêu biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2019 vào ngày 5 tháng 11 năm 2019.